xong. Đây là món bánh mì thập cẩm các bạn nha. Đây là món bánh mì thập cẩm các bạn này. Mình vừa có trứng, vừa có xúc xích, có dưa chuột, một ít thịt nữa các bạn. Thì các bạn sẽ làm được một món bánh mì thập cẩm như thế này cho gia đình mình ăn rồi các bạn nha. Rất là cũng dễ làm thôi. Thì chúng ta chịu khó một tí thì chúng ta đã có được một món bánh mì thập cẩm như thế này các bạn nha. Đây là món bánh mì thập cẩm các bạn. Mình thấy cũng rất là thơm và ngon một ít rồi. Thì video của mình đến đây cũng là kết thúc rồi. Chào tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào những các video sau của mình nhé. Bye bye. Hello, chào mọi người nhé. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho chúng ta cách làm một món, đó là món bánh khoai lang vừng nha các bạn. Thì ở đây thì mình đã có một củ khoai lang mình đã gọt sẵn rồi này, một ít vừng các bạn nhé. Và bây giờ thì mình sẽ tiến hành cách làm cái món khoai lang vừng, bánh khoai lang vừng này nha các bạn. Thì ở đây mình sử dụng đây là gói bột mì hoa ngọc lan này. Bây giờ thì mình sẽ pha bột. Bây giờ thì khoai lang mình sẽ cắt khúc này. Mình sẽ cho cái phần vừng này vào. Đây các bạn. Bạn bỏ cho mình một tí sữa đặc.